Truyền thuyết đô thị chính là một trong những nguồn tài liệu đắt giá mà bất cứ nhà làm phim kinh dị nào cũng muốn vịn vào và khai thác cho tác phẩm của mình. Các bộ phim lấy cảm hứng từ đề tài này sẽ có xu hướng khiến cho khán giả đại chúng ghi nhớ và ám ảnh lâu dài hơn là các bộ phim thông thường vì tính chất gần gũi và chân thật của nó. Đặc biệt là các truyền thuyết đô thị tại châu Á, sức hút của những câu chuyện truyền miệng ở phương Đông lúc nào cũng tạo ra được dấu ấn mạnh mẽ hơn một chút nếu so với phương Tây. Và trong tháng này, Nightmare Resort, hay với cái tên chiếu rạp tiếng Việt là Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò, cũng đã được ra mắt, đem đến cho khán giả nước nhà về một trong những truyền thuyết đô thị nổi tiếng và gây rúng động nhất Nhật Bản vào đầu những năm 2000. Vậy để cùng tìm hiểu xem truyền thuyết đô thị đó là gì và bộ phim này có gì hay và hấp dẫn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Movie. Ngay bây giờ sẽ là bài review của chúng mình về Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò. Let's go! Trước khi đi sâu hơn vào bài review về bộ phim chiếu rạp lần này, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua một chút về truyền thuyết đô thị mà bộ phim sẽ khai thác là gì nhé. Nguồn cảm hứng lớn nhất để đạo diễn Jiro Nage làm nên Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò, chính là câu chuyện truyền miệng về những vụ mất tích bí ẩn tại Nhật Bản vào đầu những năm 2000 về một sinh vật quỷ dị có tên là Hachisaku-sama, được ví như Slenderman ở châu Á. Theo như lời kể, thì Hachisaku-sama luôn xuất hiện trong hình hài của một người phụ nữ trung niên. Thứ khiến cho Hachisaku-sama trở nên đáng sợ chính là chiều cao quỷ dị của ả. Khi Hachisaku-sama cao xấp xỉ 2,5 m, bên cạnh chiều cao thất thường của mình thì Hachisaku-sama chính là những tiếng vang po 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 quen thuộc, kèm với đó là một chất giọng trầm ấm như đàn ông. Đối tượng của Hachisaku-sama thường là trẻ con. Sau khi xác định được con mồi của mình thì ả sẽ thoát ẩn thoát hiện xung quanh ngôi nhà của nạn nhân, và khi đến thời điểm thích hợp, những đứa trẻ bị ả nhắm vào sẽ một đi không trở lại. Trên trang web 2 Channel của Nhật Bản đã có một bài được đăng tải vô cùng nổi tiếng vào ngày 26 tháng 8 năm 2008 về một người đã thoát khỏi được Hachisaku-sama khi thực hiện một nghi lễ kéo dài từ đêm đến 7 giờ sáng. Câu chuyện của người này kể với một cách cụ thể và chi tiết về những sự kiện bí ẩn mà anh ta đã gặp phải khi về Nhật Bản thăm gia đình vào năm 1998. Các bạn có thể search trên Google để đọc thêm cho chi tiết nhé. Ngoài ra thì cũng theo những lời truyền miệng, không có cách nào thực sự có thể thoát được khỏi sự theo bám của Hachisaku-sama cả. Vì cứ sau 10 năm thì Hachisaku-sama sẽ quay trở lại để bắt cóc đi đứa trẻ mà mình đã từng bỏ lỡ. Cách duy nhất để thoát khỏi được ả cũng chính là rời khỏi Nhật Bản một lần và mãi mãi về sau không được quay trở lại. Tạm gác lại những câu chuyện đáng sợ về Hachisaku-sama thì chúng ta sẽ cùng trở lại với bộ phim mà Wayzui Movie chúng mình muốn giới thiệu đến cho các bạn ngày hôm nay, đó là Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò. Phim là câu chuyện về nhóm bạn gồm 3 người là Sakura, Satoshi và Nozomi. Cả ba đã cùng nhau nhận một công việc bán thời gian ở một nhà trọ trên đảo. Nhưng vì chưa đến mùa du lịch, vậy nên hầu như xuyên suốt thời gian trên hòn đảo này, cả ba chỉ làm những công việc vặt nhẹ nhàng ở nhà trọ. Và đương nhiên, rảnh rỗi thì sinh nông nổi. Tại đây thì họ gặp được một người làm thêm khác cùng với mình là Iwasaki, và cả bốn người đều có chung một thắc mắc, đó là bà chủ trọ làm gì hàng đêm trên căn phòng gác mái trống trơn không bao giờ có khách. Khi mà cứ vào giữa đêm, bà chủ sẽ đem lên lầu một đĩa thức ăn và cứ một khoảng thời gian sau thì nó sẽ sạch trơn. Đó cũng là lúc mà cả bốn người bắt đầu rón rén lên trên tìm hiểu, và những nỗi kinh hoàng bắt đầu đổ ập lên đầu cả nhóm khi họ vô tình dính phải lời nguyền mà bà chủ nhà trọ đã che giấu suốt khoảng thời gian vừa qua. Và cơn ác mộng đó mang tên Hachisaku-sama, một người phụ nữ cao 2,5 m đúng như trong truyền thuyết đô thị. Vậy làm thế nào để cả nhóm có thể thoát được nanh vuốt của con quỷ này? Các bạn hãy tự mình ra rạp để có câu trả lời nhé. Vì đây là bài review phim chứ không phải là tóm tắt phim. Khác với các bộ phim cùng chủ đề khác mà Nhật Bản đã từng làm ra, thì Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò sở hữu một tiết tấu cùng một mạch phim rất nhanh và gấp rút. Điều này giúp cho trải nghiệm xem phim của khán giả không bị nhàm chán. Trái ngược lại thì nó còn liên tục đẩy nhanh các tình tiết nguy hiểm và kịch tính lên một cách nhanh chóng để khiến cho bộ phim trở nên hấp dẫn và cuốn hút hơn. Bộ ba nhân vật chính là cả người làm thêm còn ở lại nhà trọ cũng có được khoảng không để giới thiệu và khiến cho khán giả ghi nhớ những đặc điểm đặc trưng của từng người ở hồi 1. Và điều này đã góp phần lớn khi nó giúp cho tính mạng của từng người trở nên có sức nặng, vì giờ đây người xem sẽ quan tâm và lo lắng hơn cho họ. Một trong những điểm sáng nhất của bộ phim chắc chắn phải kể đến là tạo hình của ma nữ cao hơn 2 m, khi nó tạo ra được cảm giác đáng sợ thực sự. Đồng thời, nét đặc trưng có 102 của Hachisaku-sama cũng được xây dựng một cách rõ nét và cụ thể. Kèm theo với đó là những âm thanh quỷ dị đặc trưng mà ta luôn nghe thấy trong các bộ phim ma Nhật. Thì trong Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có được những đặc trưng và ám ảnh cả về tạo hình và âm thanh ma mị mà các nhà làm phim tại xứ sở mặt trời mọc xây dựng. Chỉ có một chút vấn đề ở phim này, đó là nửa đầu của phim đã không cho khán giả thấy rõ được những thiệt hại cụ thể mà ma nữ này đã từng gây ra, mà nó chỉ đơn thuần là dựa vào những kiến thức sẵn có của người xem, cũng như thông qua những hành động tìm hiểu ở nửa sau mà nhóm nhân vật chính thực hiện.
Điều tiếp theo khiến cho Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò sẽ trở thành một bộ phim gây ra nhiều luồng ý kiến, đó chính là tông màu của phim được xây dựng ở hồi cuối. Ở nửa sau của Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò, bỗng dưng bộ phim bị bẻ sang một thể loại khác không mấy liên quan, đó chính là thể loại phim hài. Chúng mình không nói nhầm đâu, tính giải trí và hài hước của phim ở nửa sau được đẩy lên một cách cực kỳ bất ngờ. Và chắc chắn rằng khi xem đến nửa sau của Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò, sẽ có người thích và sẽ có người không thích về cách thay đổi bầu không khí của phim này. Nếu như ở nửa đầu thì phim luôn khiến cho người xem phải đề phòng và xem phim với một tâm trạng bất an bởi sự thoát ẩn thoát hiện của con ma nữ, thì ở nửa sau, các tình huống rượt đuổi hay đeo bám con mồi của ma nữ này lại bất giác tạo ra một cảm giác hài hước một cách bất thình lình. Diễn xuất của dàn diễn viên trong phim cũng khá biến hóa và thay đổi một cách rất tự nhiên ở nửa sau này. Nó không khiến cho người xem phải khó chịu và thực sự được thả lỏng đi rất nhiều khi cao trào của phim dần đi đến hồi kết bởi các tình huống đầy bất ngờ và giải trí này. Tuy nhiên, cũng chính cách xây dựng này đã khiến cho sự kịch tính ở nửa sau của Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò bị giảm đi tính hiệu quả đi rất nhiều. Màn trừ tà trong phim bản chất là phải căng thẳng và hồi hộp, thì vì những màn tấu hài trước đó mà chắc hẳn nhiều người cũng đã quên đi mất rằng bản thân đang coi một bộ phim ma chứ không phải là phim hài. Và để xem phim đúng cái mood mà các nhà làm phim mong muốn, Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò sở hữu cho mình một cú twist nhẹ ở cuối để phần nào đó gây dựng lại bầu không khí đen tối và căng thẳng ban đầu. Cú twist này nhìn chung cũng đã được sử dụng hợp lý, đúng logic mà bộ phim đã sử dụng ban đầu. Cái kết của Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò lại là một cái kết mở và tiếp tục khiến cho người xem bàn luận. Nhìn chung, thay vì kể một câu chuyện theo một tông màu phim thông thường, thì các nhà làm phim Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò đã biến hóa trong cách kể chuyện để khiến cho bộ phim lắt léo và đáng theo dõi hơn. Dù vẫn chưa thực sự được giải thích thỏa đáng về nguồn gốc và sức mạnh của Hachisaku-sama, nhưng Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò cũng phần nào đã làm tròn vai trong việc đưa truyền thuyết đô thị này lên màn ảnh rộng. Ngoài ra, thay vì sử dụng phong cách làm phim đã từng đem lại tiếng vang lớn cho xứ sở mặt trời mọc như là Ju-on hay The Ring, thì Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò lại vận dụng phong cách làm phim ở một quốc gia phương Tây để đem đến một bộ phim cùng nhịp độ rất hợp thời, nhưng đương nhiên là vẫn không làm mất đi bản sắc vốn có của Nhật Bản. Bằng chứng là các cảnh jump scare thực sự rất lạ mắt nếu so với các bộ phim kinh dị khác của Nhật Bản. Túm lại, nếu ai muốn vừa sợ vừa cười thì có thể xem qua Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò, vì nói đây là một bộ phim hài trá hình cũng không phải là sai đâu. Cách làm phim thực sự thông minh của một câu chuyện đủ tốt để truyền tải truyền thuyết đô thị nổi tiếng của Nhật Bản. Dàn diễn viên trẻ cũng không có những biểu cảm quá lố mà người ta thường nhắc đến mỗi khi xem phim Nhật. Thay vào đó thì trong Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò thì như chúng mình đã đề cập ở trên, phim có hẳn hai mood hoàn toàn trái ngược nhau ở đầu và ở cuối. Vậy nên cũng chính nhờ dàn diễn viên với sự thích nghi phù hợp đã khiến cho phim dễ xem và dễ cảm hơn rất nhiều. Đồng thời, tương tác của cả nhóm nhân vật đều tạo ra được những sự gắn kết rất mật thiết với nhau để giúp cho bộ phim truyền tải thêm được những thông điệp nhỏ khác về tình bạn. Vậy nên, với tất cả những trải nghiệm chúng mình có được ngoài rạp, thì 7/10 là số điểm mà World Dream Movie chúng mình dành cho Chú Quỷ, truyền thuyết ma kéo giò. Còn các bạn thì sao? Mọi người đã ra rạp và xem bộ phim này hay chưa? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần bình luận. Đừng quên subscribe cho kênh cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ cho ra mắt trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và xin hẹn gặp lại trong những video lần tới. Way Too Weird out.